Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Tiền của tôi Official. Qua cái chia sẻ và gợi ý của các anh chị về đầu tư quỹ ETF, Hòa đã làm một cái video để chia sẻ lại với anh chị cách thức để đạt được 5 tỷ đồng khi mà đầu tư quỹ ETF E1 VN 30. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào, đúng không ạ? Trước tiên chúng ta phải có ba cái giả định, anh chị các bạn nhé. Thứ nhất là gì? Cái hiệu quả dự kiến trong quá khứ là bao nhiêu? Chúng ta phải xác định được cái hiệu quả này đó. Thế thì Hòa đã làm một cái video ở trên YouTube để chia sẻ về cái hiệu quả này rồi, đó chính là 13.7% trên năm và xấp xỉ 1.15% trên tháng như thế này, để anh chị và các bạn tham khảo nhé. Thứ hai là gì? Chúng ta sẽ phải xác định được cái số lượng mà chúng ta sẽ đầu tư hàng tháng. Thế thì Hòa sẽ giả định là 100, 200 và 400 để anh chị và các bạn tham khảo. Thứ ba là gì? Chúng ta sẽ phải xác định được cái thời gian để chúng ta tích lũy là bao nhiêu, đúng không? Thế thì trên cơ sở ba cái yếu tố này, để làm sao chúng ta ra được 5 tỷ đồng, Hòa sẽ minh họa cho anh chị các bạn. Tuy nhiên thì Hòa cũng phải nói trước với anh chị các bạn rằng cái dữ liệu này nó là kế hoạch và mọi thứ nó là giả định. Hòa cố gắng là sát nhất so với thực tế. Thứ hai nữa là gì? Cái hiệu quả này đó, không phải là nó cứ tăng đều. Nó có thể lên, có thể xuống, đúng không ạ? Và có những lúc nó có thể giảm 1-5%, nhưng có những lúc nó có thể lên 5, 10, 15 hay 20%. Nhưng Hòa lấy một con số bình quân như thế này để anh chị và các bạn dễ dàng hình dung. Và trong tương lai thì mình cũng chỉ có cách là lấy bình quân như vậy thôi, chứ không thể là biết được nó lên xuống như thế nào. Nếu biết được thì đã giàu to rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ làm cái video chia sẻ với anh chị các bạn nha. Trước hết thì mình sẽ phải minh họa cho anh chị các bạn xem các cái giả định của mình đã, mình tính giả định như thế nào, đúng không nào? Về đây là cái dữ liệu này, dữ liệu mà mình lấy cái giá đóng cửa này đó, của cái quỹ E1 VN 30, bạn thấy nhiều không? 78 tháng đó. Đó, mình thống kê ra đây, và mình tạo ra được một con số là 1.15% trên tháng và 13.7% trên năm. Và con số này mới chỉ tính đến 29 tháng 3 thôi, năm 2021 thôi anh chị và bạn nha. Nếu mà tính đến ngày 28 tháng 6 như hôm nay thì còn cao nữa. Nhưng mình nghĩ rằng con số 13.7 này, 1.15% trên tháng này, nó gần với thực tế hơn. Và mình lấy con số này để mà tính hiệu quả tăng trưởng bình quân hàng tháng của đầu tư chứng chỉ quỹ nhá. Bây giờ chúng ta vào bắt đầu với cái việc là chúng ta đầu tư đi ạ. Chúng ta đầu tư, kế hoạch đầu tư trong tương lai nhá. Làm sao để có được 5 tỷ đây, với số lượng là 100 chứng chỉ quỹ thì trong vòng 17 năm sẽ ra được 5 tỷ. Vậy thì mình làm như thế nào, đúng không ạ? Đó, đây chúng ta sẽ có các cái kỳ chúng ta đầu tư này, đúng không ạ? Ngày đầu tư của chúng ta sẽ là ngày mùng 6 hàng tháng này. Số lượng 100 này, đồng nhất lúc nào cũng 100. Giá đặt là giá thị trường nhá. Đó. Và mình lưu ý với các bạn là cái giá là giá ngày hôm nay. Mình lấy luôn từ ngày 28 tháng 6 này là 25.260. Tuy nhiên đây là giá giả định thôi, đúng không ạ? Nhưng ngày mùng 6 tháng 7 mình bắt đầu đầu tư cơ, đúng không nào? Đó. Và để tính được lợi nhuận thì chúng ta sẽ phải xác định được cái giá chứng chỉ quỹ mà chúng ta sẽ bán, đúng không ạ? Đó chính là ngày 6 tháng 4 năm 2038 là 251.522 đồng. Khá là lớn, đúng không ạ? Liệu có đúng không? Đây ạ. 6 tháng 4 năm 2038. Mình cứ tính mỗi một tháng nó tăng 1.15% đấy, thì đến 6 tháng 4 năm 2038 nó lên từng này. Đúng không ạ? 17 năm nữa nó được từng này, chẳng lẽ không được, đúng không ạ? Tăng chứ, đúng không ạ? Phải tăng chứ. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có lợi nhuận là hơn 3 tỷ 3088, đúng không ạ? Tổng lợi nhuận là 5 tỷ 080 triệu. Đó. Đấy, anh chị các bạn thấy không? Có được 5 tỷ sau 17 năm như thế này đấy, rất là dễ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ 200 chứng chỉ quỹ thì sau bao lâu, đúng không ạ? 200 chứng chỉ quỹ đây. Mình cứ đầu tư hàng tháng 200. Và cái cách thức mình đầu tư cũng vẫn như cũ thôi,
À, nhưng mà lúc này thì cái số tiền đầu tư này nó sẽ tăng lên gấp đôi đúng không ạ? Đó. Và thời gian thì chúng ta chắc chắn sẽ giảm đi. Nó chỉ còn 161 tháng thôi và tương đương với là bao nhiêu năm ạ? 13,4 năm là chúng ta có 5 tỷ 067 triệu rồi đúng không ạ? Rất là dễ dàng đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem đến con số 400 chứng chỉ quỹ thì sao đúng không nào? 400 chứng chỉ quỹ đây. Vẫn ngày mùng 6 đầu tư đúng không ạ? Sau 10,25 năm chúng ta có 5 tỷ. Cách thức tương tự như vậy. Đó, cứ hàng tháng đầu tư trong vòng 123 tháng đấy ạ. Anh chị các bạn thấy không? Đó. Quá dễ đúng không nào? Ở đây có một vấn đề là gì? Cái giá giá thị trường chứng chỉ quỹ này nó tăng liên tục đúng không nào? Anh chị các bạn thấy đúng không? Giá này tăng liên tục. Vì sao? Vì là như 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 mình vừa chia sẻ rồi đó. Mình không thể là mình lấy được cái giá mà nó lên xuống được, trong tương lai làm sao mình biết nó lên xuống đúng không ạ? Thế thì mình chỉ có lấy được cái giá là nó cứ tăng đều, mình tăng đều thôi. Đó, mình lấy theo cái giá nó cứ tăng đều. Để mà anh chị dễ hình dung được. Đó và mình cũng nói luôn đây là con giả định thôi. Đúng không ạ? Con số giả định. Nhưng nó tượng trưng cho cái giả định nó sát với thực tế. Sát thực tế. Chỉ có điểm khác biệt là nó có lúc thì nếu mà thực tế thì có lúc nó tăng có lúc nó giảm, nhưng ở đây thì nó tăng liên tục. Đấy, nó tăng liên tục, nó chỉ khác nhau cái điểm đó thôi, đúng không nào? Tuy nhiên thì nó sẽ số liệu về thời gian đấy, về số tiền thì nó cũng sẽ khá sát đấy, nó cũng sẽ khá sát thực tế đó các bạn ạ. Như vậy là các bạn đã vừa mới xem mình trình bày cách để tính được 5 tỷ đúng không? Các bạn thấy video này có hay không ạ? Có ý nghĩa, có giá trị với các bạn không ạ? Và nếu thấy hay ý nghĩa thì hãy thả like giúp Hòa nha, để YouTube người ta lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa. Mình sẽ tổng hợp cho các bạn như sau, với ba cái phương án để có được 5 tỷ đồng. Với số lượng là 100 chứng chỉ quỹ, số tiền đầu tư bình quân sẽ là 9 triệu 864.610 đồng. Và trong 17 năm thì chúng ta sẽ có được 5 tỷ. Với số lượng là 200 chứng chỉ quỹ và với số tiền đầu tư bình quân là 14 triệu 468.194 đồng thì sau 13,4 năm chúng ta sẽ có được 5 tỷ đồng là chị E1 với VN30 đúng không ạ? Với số lượng là 400 chứng chỉ quỹ và số tiền đầu tư bình quân là 22 triệu 010.595 đồng thì sau 10,25 năm chúng ta sẽ có được 5 tỷ đồng chứng chỉ quỹ E1 với VN30. Đó chính là phần tổng hợp cô đọng nhất mà mình muốn chia sẻ lại với anh chị và các bạn. Hòa rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe những cái chia sẻ rất là chi tiết như thế này. Và nếu anh chị cảm thấy cái video này hay thì hãy thả giúp Hòa cái like nhá, để YouTube họ lan truyền cái video này tới nhiều người nữa. Hoặc nếu anh chị cảm thấy không hay, không hấp dẫn và không có giá trị với bản thân mình thì ân like giúp Hòa, bởi vì sau đó thì YouTube họ sẽ không đề xuất nhiều video của Hòa tới anh chị và các bạn đâu. Đó thì và cũng rất là fair với anh chị các bạn và mong nhận được những cái phản hồi từ anh chị và các bạn. Nếu anh chị muốn nhận tiếp các cái video mới khác của Hòa thì hãy đăng ký kênh luôn đi ạ. Rất nhiều các cái video sắp tới về quỹ ETF được chia sẻ tới anh chị và các bạn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha.